Em chào các bác, hôm nay lại rất là vui tiếp tục được giới thiệu với các bác một cấu hình tầm tiền ngon, hợp lý. Một cấu hình loa thì bát 40. Có thể nói loa mà đường kính bát 40 của loa gia đình ấy, thì nó được gọi là khủng nhất rồi. Hy hữu lắm mới gọi là sử dụng bát 50, nhưng thực ra bát 40 nó đã quá dư rồi. Đấy, với cặp mà Retic Mark II. Đấy, hoặc là gọi là Optimus Mark II cũng được. Với các bát 40 này thì hôm nay sẽ mang đến cho các bác một cái trải nghiệm rất là mới. Và đương nhiên là khi khép với con âm ly này thì anh em có thể ăn chơi đủ món luôn. Tức là anh em có thể chơi được nhạc số, bởi vì con âm ly nó có giải mã. Đây đó, cặp loa Retic Mark II, hoặc là các bác có thể gọi là Optimus Mark II tùy. Đấy, bát 40, một chung một tép. Đây là một cặp loa bát 40 mà theo em đánh giá bây giờ nó là cái giá hợp lý nhất. Thực ra bây giờ trên chục triệu mà tìm bát 40 mà những cái hàng hãng như này rất là khó. Đấy, chỉ có những cái dòng này thì nó vẫn còn hợp lý. Nhưng em nghĩ tương lai gần thì nó sẽ lên rất là nhiều. Đây là con âm ly 777DG các bác nhé. Săn xui thì nó cũng không nhiều âm ly có giải mã. 777DG nó là một cái khá là đặc biệt, bởi vì nó kết hợp được những cái chất âm của những cái dòng 607XDK tiếng tốt. Quan trọng nữa là nó tích hợp được thêm cái phần giải mã DAC, do đó rất là tiện lợi khi các bác nghe nhạc số từ trên Smart TV xuống, nghe nhạc YouTube. Cấu hình này thì em ghép thì có giá ngoài 20 triệu, rất là khuôn tiền, cấu hình đẹp, tiếng tốt, và quan trọng là không phải mua thêm cái gì. Đấy, một số anh em muốn hát thì sẽ làm gì? Bố trí cho em thêm một con vang, rất là đơn giản. Các bác đây nhìn nhé, đấy, đường optical in ấy. Lần này thì về được có một cặp Retic Mark II được các bác nhé. Lô trước cách đây em nhớ gần tháng em về được tận 6 7 đôi, lô này về được một đôi, tuy nhiên một đôi thì cũng rất là đẹp nhé. Anh em có thể nhìn thấy cái cấu hình này, các bác hoàn toàn có thể chơi được những cái phòng khách khoảng tầm độ 30 đến 40 mét, tiếng rất là đầy, rất là gọn tiếng. Retic nó có một cái hay đấy là cái tiếng bát của nó ấy. Nó đánh lực nhưng mà nó lại vẫn có cái độ mềm dẻo đấy. Còn diatone, đặc thù của diatone thì nó lại lực nhưng mà nó lại hơi khô, do đó anh em mà muốn hay nhiều khi anh em có vẻ độ gân, ví dụ có thể thay gân cao su hoặc gân mút. Còn thằng Retic Mark II này bản thân nó đã là gân mút rồi, cho nên thường gân mút và gân cao su tiếng nó sẽ mềm mại hơn. Đấy. Thế bây giờ anh em sẽ nghe thử tận nhạc em test với cái bộ này. Mọi thông tin thì anh em có thể điện theo số máy trên màn hình. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chuyện dĩ vãng.
mềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cũ. Đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa sống cho mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao ta thấy đời còn có. Sao ta